sống mà tội gì hả chị? Phải tội tôi mang dâm đến chị. Cũng gần như vậy đó. Trời. Chị hai. Chị hai ơi, cây cỏ được tốt tươi là nhờ người ta tưới nước cứu phân. Còn cuộc đời của tôi được tốt tươi là nhờ những làm sâu xa của chị đó chị hai. Tôi không cần. Tôi không cần cái gì đó đó. Tôi sẽ xé xác mặt xe cái bằng cách của tôi như phá hủy một công trình khó nhọc. Để cho chị đừng vì má già tuổi mà phải lao chân trong khổ nhục ấy. Xin mời sự trở lại của nữ ca sĩ Như Thảo.